Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua full carbon, khung full carbon đến từ thương hiệu Java, model SUV Rima, một dòng xe đạp có cái dáng thiết kế cực kỳ đẹp. Và cái mức giá là em đang bán tại cửa hàng là 20.600.000 cho một chiếc xe đạp full carbon vành cao bản và được chạy bộ gói lốp chuyển động Shimano 105 giờ 7.000. Vành là vành nhôm cao bản theo xe, toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Đi vào phần khung của chiếc xe thì các bác có thể thấy trên hình đây là full carbon và cái tông màu hôm nay em về là tông màu đen pha đỏ cực kỳ đẹp và thể thao. Cái khung dẹp khí động học Ultra khí động học để đẩy cái luồng gió khi di chuyển trên đường, nó chia gió ra tạo được cái độ, cái tốc độ nó tốt nhất. Và xe có size là size 48 thì lát nữa em sẽ đo size và cụ thể về phần size sau. Thì bây giờ đi vào phần chuyển động thì xe được trang bị bộ group chuyển động Shimano 105 giờ 7.000 với 11 tầng líp và 2 tầng đĩa, và xe có 22 tốc độ khác nhau. Đạp đĩa cũng 105, đùi trục rỗng DK, xích níp vàng rất là đẹp, chỗ cũ eo nhũ. Vành nhôm cao bản cũng ở DK. Thì là như các bác có tìm hiểu về xe đạp thì cũng biết là DK là thương hiệu xe đạp phụ tùng xe đạp sản xuất riêng cho dòng Java. Thì những cái may ư đến cặp vành rồi đùi đạp này, tất cả là của DK. Xe nguyên zin, số tăng rất là đẹp. Đây cũng được trang bị bộ tay lắc 105 giờ 7.000 này. Và trên khung thì họ ghi luôn những cái công nghệ carbon như là Lalu carbon này, nó nhôm carbon siêu nhẹ này và độ bền, carbon siêu bền. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, khóa yên với tâm cổ phốt 50 cm. Xe phù hợp cho bác đi từ khoảng 64-65 thì khoảng 74-75 đi là phù hợp. Và cái giá bán của chiếc xe bên anh đang bán chiếc xe mức giá là 20.600.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.